Chào các bạn, đây là video hỗ trợ học nhanh cuốn sách làm chủ bài thi Most Excel 2016 Specialist. Và với nội dung của video này thì chúng ta sẽ làm về bài số 0 ôn kiến thức cơ bản và chủ đề C, các thao tác biên tập. Đây là cái nội dung mà giúp các bạn có thể sử dụng cái cuốn sách này ngoài cái việc là ôn thi kiến thức trong cái ứng dụng Excel 2016 theo cái chứng chỉ Most, thì các bạn có thể là dùng cuốn sách này như một cái cuốn sách học Excel từ cái khi chưa biết gì. Trong nội dung của phần này thì chúng ta sẽ có chủ đề C thao tác biên tập. Và để cụ thể cái nội dung về chủ đề C thao tác biên tập thì các bạn có thể mở dùm tôi file thực hành có tên là 0.1.1 dữ liệu bán hàng. Trong cái file 0.1.1 dữ liệu bán hàng này thì các bạn có thể nhìn thấy dữ liệu ở trên này của chúng ta là biên tập. Thì đầu tiên chúng ta có thể cần đến cái việc là lựa chọn. Lựa chọn để làm gì? Có thể sau này các bạn có thể thực hiện những cái thao tác như là copy rồi dán nó ra. Thế thì lựa chọn ở trong Excel thì khá là đơn giản. Các bạn chỉ rê chuột vào cái ô đầu tiên mà cho muốn chọn. Ví dụ như tôi muốn chọn từ ô A1 này xuống đến ô là F12 chẳng hạn. Thế thì tôi sẽ rê chuột vào ô A1. Sau đó tôi nhấn giữ nguyên và chuột và kéo xuống ô là F12. Tôi thả chuột ra. Vậy là tôi đã thực hiện được thao tác lựa chọn. Rồi, trong trường hợp các bạn muốn chọn từ ô A1 này cho đến ô F50 chẳng hạn. Thì cái điều này thực tế là nhiều người sẽ làm thao tác là nhấn vào A1 giữ nguyên xong kéo đến F xong kéo xem 50 thì quay người trở lại đây chẳng hạn. Thì như thế cũng được, nhưng mà có một cách nó nhàn hơn rất là nhiều và chúng ta làm rất đơn giản để cho đứng ô A1 xong chúng ta lăn con chuột từ từ xuống đến ô F50 xong chúng ta giữ nút shift trên bàn phím và chúng ta kích vào F50 là chúng ta chọn được ngay. Thì nếu mà chúng ta chọn lựa những cái gì mà nó nằm trong cùng một cái màn hình làm việc thì các bạn nên dùng con chuột nhấn giữ nguyên và kéo. Còn nếu mà chọn cái gì mà nó nằm ngoài màn hình làm việc thì các bạn cân nhắc là có thể chọn một ô đầu tiên xong rồi đến cái vị trí tiếp theo giữ nút shift chẳng hạn rồi chọn cái vị trí tiếp theo. Ngoài ra là ví dụ chúng ta đang chọn một cái vùng như thế này rồi mà chúng ta muốn chọn vùng cách quãng thì thay vì dùng nút shift thì các bạn đọc trong tài liệu các bạn cũng sẽ thấy rồi đấy, là người ta dùng control. Và dùng control có thể là dùng control xong nhấn kéo gì đấy để chúng ta có thể thực hiện những cái thao tác là chọn cùng lúc là nhiều vùng làm việc. Rồi, ngoài cái việc là lựa chọn ô bằng chuột thì các bạn có thể lựa chọn ô bằng bàn phím. Bằng phím thì tôi chỉ nói rất đơn giản thế này thôi. Muốn chọn ô bằng bàn phím thì các bạn giữ nút shift trên bàn phím kết hợp với nút di chuyển thì chúng ta sẽ lựa chọn. Ví dụ tôi đứng vào ô A13 mà tôi muốn chọn sang ô B15 thì tôi sẽ đứng vào ô A13 rồi tôi giữ nút shift tôi sang phải một cái rồi tôi xuống hai lần thì tôi sẽ chọn được từ A13 đến B15. Tuy nhiên một cái lưu ý mà chúng ta cũng thấy trong tài liệu cũng có viết cho các bạn rồi, đấy là khi mà chúng ta chọn cái gì chính xác thì nên dùng bàn phím. Ví dụ chính xác từ vị trí này đến vị trí nào đó chẳng hạn, và nó có thể là vượt ra ngoài cái khuôn khổ của cái tài liệu của chúng ta. Tại sao? Ví dụ tôi đứng ở ô A13 mà tôi muốn chọn đến cái dòng cuối cùng luôn, tức là nguyên cái cột A từ A13 cho đến cái A cuối cùng, thì tôi có thể đứng vào đây và Control Shift xuống. Các bạn nhớ cái phím là Control và mũi tên trỏ xuống là nó sẽ di chuyển đến cái cạnh của cái phần dữ liệu của chúng ta. Cho nên là nếu mà tôi làm như thế này, thao tác chọn nó rất là nhanh. Dùng ngoài cái thao tác lựa chọn mà chúng ta có thì ta có thể dùng Control Home để quay trở về ô đầu tiên, ô A1. Bây giờ tôi không thích những cái format kiểu như thế này. Có thể là tôi sẽ bỏ cái định dạng ở đây đi. Thì các bạn có thể dùng cái nút Clear. Dùng nút Clear chúng ta có thể clear được format, clear được nội dung, clear được cái gì thì tùy. Miễn là nút Clear nó có hỗ trợ thì nó sẽ làm được. Ví dụ như chúng ta đứng vào những ô này và chúng ta vào thẻ Home, cái nhóm Editing, ta thấy nút Clear ở đây rồi. Nhấn nút Clear và các bạn có thể chọn là Clear Format thì nó sẽ xóa đi. Còn nếu mà chúng ta sang cái vùng ở phía bên này, ô là AA1 chẳng hạn. Đấy, và có mấy cái ô ở đây tôi muốn clear toàn bộ các cái hyperlink. Không biết có được không nhỉ? Và các bạn cứ chọn là từ ô A1 đến ô A3, sau chúng ta vào clear và nhìn xem đây nó có clear hyperlink. Có nghĩa là các bạn kích vào clear hyperlink cái nó có thể là xóa được hyperlink. Nhưng thực ra cũng chưa chắc đâu, xem nào. Hóa ra là nó cũng đã clear được hyperlink rồi đấy. Thì đấy, các bạn có thể thử một số cái thao tác đấy với nút clear để biết là clear hoạt động như thế nào. Và thực ra thì tôi quên mất một việc là tôi làm như thế thôi, nhưng mà cái hyperlink này không được bỏ đi. Thế trong trường hợp mà chúng ta đã lỡ clear hyperlink rồi, chúng ta muốn quay trở lại việc mà chúng ta làm trước đó, thì các bạn sẽ có chức năng là undo và redo. Undo là quay trở lại và chúng ta có nút undo ở đây. Các bạn có thể nhấn cái nút là undo clear hyperlink, chỗ này các bạn thấy cái chúng ta vừa làm là clear hyperlink mà. Đấy. Hoặc là cái phím tắt của nó Ctrl Z, hoặc chúng ta nhấn nút mũi tên thả xuống ở đây và chúng ta có thể chọn là chúng ta định làm gì. Đấy, ví dụ tôi undo clear hyperlink rồi, rê chuột đây, con chuột nó lại hiện trở lại bằng cái mũi tên, có nghĩa là cái chức năng hyperlink nó lại hoạt động bình thường. Thế nếu mà tôi lại không muốn, tôi muốn quay trở lại, tức là tôi không muốn là
là undo cái clear hyperlink nữa mà tôi muốn. Thôi clear nó đi. Thế thì tôi có thể là gì, nhấn nút redo. Các bạn thấy là khi mà chúng ta undo một lần sẽ có redo một lần, undo 10 lần sẽ có redo 10 lần. Và ví dụ tôi nhấn redo đây chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy tôi làm lại cái thao tác là gì, clear hyperlink. Vậy là toàn bộ hyperlink ở đây nó sẽ biến mất. Như vậy là tôi đã giới thiệu sơ qua các nội dung liên quan đến việc là các cái thao tác biên tập như thế nào. Để nắm được kỹ hơn và chuẩn hơn về các cái thao tác này, cũng như là cái việc mà chúng ta nên làm cái gì vào lúc nào, thì các bạn vui lòng xem thêm trong tài liệu, vì cái khuôn khổ thời gian ở trên này ta sẽ không thể nói được nhiều. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thêm thì vui lòng liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây. Chào các bạn.